mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của One Way Radio. Giọt Sương, em đang xem gì vậy? Giọt Sương. Dạ. Ủa anh Đom Đóm gọi em hả? Ừ, chứ còn ai vô đây nữa cô nương. Em xin lỗi anh Đom Đóm, em đang mãi xem mấy cái luật về biển báo an toàn giao thông á. Hồi chiều ở lớp cô có dạy hay lắm anh Đom Đóm. Mà anh Đom Đóm có được học về mấy biển báo chưa? Nó đẹp ghê ha. Nhưng mà sao có nhiều kiểu khó nhớ quá. À, thì ra là mấy cái đó anh được học rồi nè. Đúng là không có dễ nhớ nếu mà mình không có biết quy luật đó Giọt Sương à. Ví dụ như biển báo cấm sẽ có đặc điểm chung là gì nè, rồi biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn là ra sao. Mình cần phải nắm được các nguyên tắc thì sẽ dễ nhớ hơn. À vậy hả anh Đom Đóm. Vậy thì em sẽ ngâm cứu kỹ hơn, để sau này em có gặp biển báo á thì em sẽ biết thông tin mà không cần nhờ người khác chỉ. Còn nhớ trước đây á, có lần vì không hiểu đúng biển cảnh báo mà em đi lộn vô rừng với mấy đứa bạn, bị lạc sợ ơi là sợ luôn. May mà có chú kiểm lâm dẫn ra, chứ không là toi rồi. Đúng rồi, biển báo rất là quan trọng và hữu ích cho chúng ta đó. Giọt Sương nè, nhân đây anh cũng có một câu chuyện liên quan đến điều này. Câu chuyện về những tiếng cảnh báo, em có muốn nghe không nè? Tất nhiên là có chứ, anh Đom Đóm lúc nào cũng có những câu chuyện hay mà. Ok, vậy mình cùng nghe nha. Dạ. Những dải cảnh báo. My ngồi dựa vào ghế sau của xe. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi: tiếng hồn lớn đó là gì vậy ạ? Bố đáp: bố bị chạy lạc đường. Nhưng tiếng hồn đó là gì vậy ạ? Chắc là có vài va chạm nhỏ đã xảy ra trên đường nên có tiếng cảnh báo cho tài xế. Những tiếng đó là để cảnh báo, không sao đâu con. Dạ, nhưng mà nó làm con sợ. Nó cũng làm bố chú ý nữa. Nó nhắc bố khúc này nên chạy chậm và cẩn thận hơn nữa. Bố điều chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu. Đó là một cảnh báo tốt. Nếu không có, thì có thể chúng ta sẽ phải xuống mương đó con yêu. My nhìn bố trong gương và gật đầu. Bố nói thêm: có lẽ rất lạ, nhưng điều đó nhắc bố nhớ rằng Đức Chúa Trời có những cách để cảnh báo chúng ta khi chúng ta bắt đầu đi xa Ngài. My nhìn bố cách bối rối. Ý bố là những vạch trên đường hả? Bố gật đầu. Ví dụ, khi Chúa ban cho mỗi người một tâm linh riêng, để khi chúng ta làm điều sai trái, chúng ta có thể cảm nhận được nó. Giống như lời cảnh báo chúng ta phải xưng tội và từ bỏ tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể có một mối tương giao gần gũi với Chúa Giê-xu và sống theo ý mà Ngài muốn chúng ta làm theo. Dạ, cô giáo trên lớp trường Chủ nhật của con dạy rằng chúng ta phải có Đức Thánh Linh bên cạnh để chỉ dẫn cho chúng ta nữa. Đúng rồi con. Và như con vừa nhắc bố, Đức Chúa Trời cũng đặt những người tốt bên cạnh mình trong cuộc sống, và họ sẽ giúp mình nhận ra những lẽ thật của Ngài, như những giáo viên, mục sư hay bố mẹ đó con. Dạ vâng ạ. Và tất nhiên thì Chúa cũng sử dụng nhiều cách khác nhau để giúp chúng ta tránh xa con đường xấu con à. Nó giống như Ngài đặt những biển báo đó cho chúng ta, phải không bố? Ồ đúng rồi, vậy nên chúng ta cần phải chú ý con nha. Các em ơi, các em có nhận được những lời cảnh báo từ Đức Chúa Trời hay là trong lòng các em có cảm thấy thật là day dứt khi mình làm điều gì đó sai trái không nè? Các em có nhận được những cảnh báo từ cha mẹ, thầy cô hoặc thậm chí là Đức Thánh Linh khi mà các em đang trượt ra khỏi con đường đúng không? Dạ, cái này thì em có nè. Lâu lâu em phạm lỗi á, em cũng cảm thấy bất an vô cùng luôn. Sợ bị la, sợ bị giận, sợ đủ thứ hết trơn. Không chỉ riêng mình Giọt Sương đâu, anh Đom Đóm lâu lâu cũng bị nè. Và anh tin á là nhiều bạn nhỏ cũng bị nữa đó. Nhưng các em nhớ nha, Chúa Giê-xu rất yêu các em và Ngài không muốn các em bị tổn thương bởi không sống trong các mối quan hệ gần gũi với Ngài đâu. Vì vậy, hãy chú ý lắng nghe lời Chúa dạy và gìn giữ mối quan hệ với Ngài để không bị lạc đường nha các em. Và câu Kinh Thánh ghi nhớ của chúng ta ngày hôm nay đó là: các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Thi Thiên 19 câu 11. Và thời gian dành cho chương trình cũng hết rồi. Anh Đom Đóm chúc cho các em có một giấc ngủ thật ngon nha các em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Hoa nhẹ bé.
Giê-xu.